Hello anh em nha. Anh em biết xe gì đây không? Bentley 302 mẫu mới. Mẫu cũ nè. Ok, hôm nay rảnh làm review cho anh em sự khác biệt giữa Bentley 302 mẫu mới và mẫu cũ nha anh em. Ok. Ok, hàng của anh em đây. Đó. Để mình đứng cách xa cỡ khoảng tầm 2 mét để cho anh em nhìn rõ sự khác biệt. Đó chính là lớn nhất là chính là cái đầu đèn nha anh em. Đầu đèn đã được thay đổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái đồng hồ. Bảo cho anh em coi. Anh em thấy chưa? Đồng hồ nhá. Ok, để mở đồng hồ bên này. Đó, anh em khác biệt hoàn toàn đúng không? Ok. Thứ ba, lùi ra đằng sau một xíu. Chúng ta nhìn thấy hai cái đuôi. Đây, anh em nhìn đuôi này. Đó, thiết kế bắt đầu cũng đã thấy nhỏ gọn hơn nha anh em. Bên này nhìn nó nhỏ gọn, thon gọn hơn. Nói chung là cũng không khác gì nhiều. Cái đuôi thì cũng giống nhau lái lái thôi. Nhưng mà sang mẫu mới thì nó sẽ gọn hơn một xíu nha anh em. Rồi, ok. Còn cái này là cái gác ga đằng sau á, là độ nha. Còn zin thì nó giống như này nha anh em. Đó, đuôi cái gác ga thì không khác biệt nhiều. Rồi còn vấn đề nội công là khung sườn và máy móc thì giống nhau, vẫn xài chung nha anh em, chỉ khác một vài thứ cơ bản bên ngoài và có con 302 mẫu mới là nó đã có trang bị ABS trước sau. Đó, nó sẽ có thêm một chút công nghệ, đó chính là được đó ABS đây nha anh em. Bây giờ và nói chung là xe đời mới mà chạy sướng hơn nữa. Đó, cái điều đương nhiên anh em ạ. Đấy là những thứ mà mình nhìn thấy nha anh em. Đó. Còn về vấn đề ví dụ như bình xăng này, ghi đông này. Biết là ví dụ như là bình xăng ghi đông là y chang, không khác gì anh em ạ. Quay cho anh em xem. Đó, bình xăng vẫn dùng chung. Bên kia cũng vậy, ghi đông đây. Bên kia cũng vậy, ghi đông, bắt ghi đông. Đó, là dùng chung. Cái dàn nhựa sau này, gọi là cái yếm sau á, thì nó cũng y chang nha anh em. Nói chung là tổng thể thì không khác gì, chúng giống 80%, khác mỗi cái đầu đèn. Nếu mà nhìn anh em nhìn nhận biết luôn là cái đầu đèn và cái đồng hồ. Đó là hai sự khác biệt lớn nhất, gọi là khác biệt nhìn rõ rệt nhất đó. Đó, hai cái đầu anh em nhìn thấy khác biệt hẳn hoàn toàn đúng không? Con kia thì vẫn bóng halogen, con này thì đã full led và được trang bị thêm quả bi cầu ở đây nữa nè. Để mình mở cho anh em xem nha. Đó, anh em thấy full led chưa? Bi cầu này full led liền hết luôn này. Đó, bật pha, tắt pha thì nó sẽ như này nha anh em. Đó, đây là bật cốt, bật pha như này. Cái đồng đèn này khá ấn tượng, chắc có khi mình nếu mà nó rẻ rẻ chắc mình khi mình mua cái đầu đèn này về gắn qua con này cho đẹp á. Tầm khoảng nếu mà tầm đầu đèn này tầm cỡ khoảng 2 triệu hoặc hơn xíu thì mình cũng có thể mình đầu tư gắn qua con này cho đẹp. Đó. Khác biệt lớn nhất, còn khác biệt nhỏ thì đó chính là cái ABS này anh em. Đó. Đây là trước nha. Để cho anh em coi ABS sau. Đây. Đó. Đã trang bị được thêm cái này. Rồi còn phần máy móc đây. Máy móc y chang anh em, không khác biệt gì hết. Nhưng mà nó có khác là nó chạy sướng hơn là vì lý do đơn giản thôi. Con này nó đã lâu đời rồi, chạy chắc chắn là nó sẽ không được mượt mà như là mẫu mới. Cái đó là cái điều đương nhiên anh em ạ. Xe mới bây giờ chạy chả sướng hơn. Đấy là cái cảm nhận nha. Hai con này là mình đã chạy rồi. Con này là hai con này chính tay mình đi lấy. Con này mình đã chạy, con này cũng vậy. Và con này mình cảm giác nó nhẹ nhàng hơn vì máy móc y chang cả anh em ạ, không có khác gì nhiều. Nhưng mà con này do nó
mới nên là chạy nó sướng hơn anh em ạ, chứ thật ra là cũng không khác nhiều đâu. Chẳng qua là do mình có hai xe mình được chạy cảm nhận thì mình mới biết, mình đánh giá cho anh em được đó. Còn về phần khung sườn này đây, khung sườn nha anh em, y chang không khác gì cả. Đây màu cũ, đây đây màu cũ nha, màu mới bên này đây, anh em thấy chưa, y chang nha. Máy đây cho anh em coi, 300cc đây nha. Qua bên này vậy, đây màu mới nha, 300cc. Ok, đó là những thứ mình nhìn thấy nha anh em, đó không khác biệt nhiều. Hai con thì đã lên bô rồi, lổ bao tê tái luôn, lổ cho anh em nghe luôn nha. Lổ này trước đi, con mô cũ rồi đi. Nghe quả bô tê tái lòng người anh em ạ. Nói chung là Benelli thì bô thì từ trước giờ chắc nhiều anh em cũng biết rồi, tê tái cả máy. Ok, đó là mẫu cũ nha, giờ đến mẫu mới, bô thì cũng không khác gì nhiều. Đó là những gì là mình so sánh với hai con và mình thấy khác biệt. Còn anh em mà thấy khác điểm nào nữa thì có thể comment bên dưới. Đó, anh em mình có thể chia sẻ với nhau. Cái này là không clip này là mang tính chất gọi là chỉ cho anh em xem thôi nha, không có mang tính chất dạy đời ai đâu. Thì anh em đừng có ném đá mình nha. Thì anh em nào thấy còn điểm gì khác biệt nữa thì cứ mạnh dạn comment bên dưới nha. Anh em mình cũng chia sẻ thôi. Đó, ok, thì cuối clip cũng tiện báo giá luôn anh em ạ. Đây, con mẫu cũ là trước đi, 24, máy móc nguyên zin, chưa đụng chạm gì hết, 59.500.000. Đây, mẫu mới, 29, 85 cổ anh em ạ, 85.000.000 nha. Biển số thành phố luôn, bao công chứng cho anh em trong ngày, để cho anh em xem cái độ mới của nó nè. Anh em thấy gầm chưa? Máy này xe chưa, mới keng, không một vết chảy anh em ạ. Đó, ok, 59.000.000 mẫu cũ, 85.000.000 mẫu mới. Ok, anh em nào mà thích thể loại Bentley thì alo cho mình 0974847553. Địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong, Tân Đồng Hiệp, Gia An, Bình Dương nha anh em. Anh em nào mà thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nha, ủng hộ kênh của mình. Ok, anh em nào muốn làm xe gì hoặc review những con xe như thế nào, alo, à không nhầm, comment bên dưới, comment bên dưới nha anh em, mình sẽ làm cho anh em coi luôn nếu ở nhà có xe đó. Làm vì đam mê thôi anh em ạ. Anh em nào mà thích làm xe gì cứ mạnh dạn comment nha, làm cho anh em coi. Ok, tạm biệt anh em nha.